Anh Nguyễn Trung Hậu, năm nay anh U 58 tuổi. Anh làm nghề bán bánh tráng trộn, thu nhập một ngày 4-500 ngàn. Anh lên đây tuyển một người bạn đời, không cần giàu hay nghèo, xấu hay đẹp. Miễn quan trọng người đó biết yêu thương thật lòng. Thì đến với anh, thì cái câu chuyện này ra sao thì Tiến sẽ mời tất cả cô chú và các anh chị em hãy đón theo dõi đoạn video này nhé. Thì Tiến có bán những mặt hàng khô, thì mong rằng tất cả cô chú anh em mua khô ủng hộ cho Tiến nhé. Rồi, Tiến chào tất cả cô chú và các anh chị em. Em chào anh nha. Rồi, ok, cảm ơn em. Anh chào khán giả đi. Xin thưa với cộng đồng mạng, hôm nay mình tự nhiên lên gặp Tiến để kết nối tình thương. Xin cô chú ông bà cũng có gì thông cảm cho mình. Xin chào hết. Rồi bây giờ trước khi ghi hình thì em cũng nhắc lại cái câu nói thường ngày của em nói. Thì sau khi mà anh điện đến em để nhờ em chia sẻ thông tin để anh kiếm một người bạn đời, thì sau khi em quay anh, em đăng lên, thì sau này anh không được quyền kêu em xóa clip hoặc là gỡ clip nha. Anh có đồng ý không? Đồng ý ý em. Rồi em cũng nói gỡ luôn. Ở đây em không làm mai làm mối cho bất cứ ai hết, em chỉ là một người chia sẻ thông tin thôi. Anh có nhu cầu nhờ đến em để em quay ghi hình em đăng lên, thì sau khi mà Dạ. anh thích một cô nào em anh kết bạn, thì nếu mà kết bạn thành công thì anh phải báo cho em hay biết ha. Cái thứ hai Dạ. nữa là anh phải lên đây phải nói thật lòng, nếu mà anh nói sai sự thật thì anh phải chịu trách nhiệm trước cái lời nói của mình. Dạ. Rồi anh giới thiệu anh tên gì và bao nhiêu tuổi, quê quán ở đâu? Mình tên Lê Trung Hậu, sinh 1986, quê ở Long An, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Anh kể việc hôn nhân gia đình đi, vợ anh mất hay là anh chia tay vợ? Vợ anh mất năm 2001 em. Anh được mấy người con? Nhà năm. 5 người con. Rồi trong cái khoảng thời gian mà anh vợ vợ mất đó, rồi anh có quen thêm một cô nào nữa không? Không em, ở vậy bà xã mất anh về quê, anh sinh sống với con thời gian cũng buồn lắm em. Ở quê mà mình không có sự nghiệp mình làm ăn á, giờ lớn cũng làm hồ đâu nổi. Thì anh trở lên đây anh buôn bán, tại vì cái nghề anh buôn bán từ nào nhỏ tới giờ mà. Thì anh lên đây cũng cả năm rồi. Anh nói lên là sao, cái nhà này nhà anh muốn nhà trọ Anh mướn nhà trọ, tại anh ở Long An mà giờ anh ở Trảng Bàng, Tây Ninh á. bây giờ anh ở là Trảng Bàng, Tây Ninh. Ở ở quê anh có nhà không? Có em Có nhà ha, mình có đất ruộng gì không anh, vườn tược gì không? à, đúng ra có nhà chứ đất ruộng gì không có. Rồi bây giờ con anh đã có chồng có vợ hết hả? À, có vợ cất nhà riêng tư hết, giờ anh còn ở với thằng thứ ba, anh cất nhà ở dưới để cho nó thờ mẹ nó đó. À, Là anh nó có vợ chưa? có vợ rồi anh. Rồi Thằng bây thằng đó giờ rồi. Thằng đó là tài xế cô bé, còn vợ đi làm xí nghiệp. còn nếu mà anh có vợ rồi bốn người sống chung căn nhà hay là anh ở đâu? Anh cũng còn mảnh đất em, anh có mua cái mảnh đất á. Anh cũng tính định anh làm, rồi về anh cất nhà riêng Coi chứ như đâu có là sống với con được. coi như là cái nhà đó cho con. Đúng rồi. Cái nhà đó là lúc trước là của hai vợ chồng của anh Dạ ở. đúng rồi, có hai chồng ở rồi cất lên đó, giờ rồi bà già xã anh mất mất rồi anh đi làm, rồi giờ để cho con nó ở, rồi sau mình về mình cất cái nhà, mình giờ mình kiếm một người nữa thì mình cất cái nhà gọn gọn cấp 4 mình ở thôi. Mình có vốn để chuẩn bị các nhà chưa? Có em. Có ha, coi như là nếu mà có bà xã là mình về mình cắt. Dạ đúng rồi. Rồi anh kể chút xíu về tính tình của anh đi, như thế nào? Anh sống thì hiền hòa lắm em, anh thì chỉ biết buôn bán thôi chứ còn đi chơi thì anh kiếm nhà trọ này nó yên tĩnh lắm, anh không muốn gần gũi ai hết. Rồi sáng thì 3 giờ rưỡi anh đi bán, rồi tới 10 giờ anh về, rồi tới nghỉ tới 3 giờ chiều anh đi bán, tới giấc giờ đó anh mới về nữa đó. Cũng không có chơi bời với ai, nhậu thì không có nhậu, nhậu nhẹt từ xưa không biết nhậu, hút thuốc thì hút thuốc nhưng mà nhậu thì không có nhậu. Là ngày xưa tới giờ luôn.
Hình xưa giờ không có biết nhậu, nhậu vô chừng ly một là say rượu mình chết luôn, không có nhậu được. Không nhậu. Vậy em nói anh phải nói thật lòng nha, sao anh nói dối em cũng không được đâu, tại vì em khi mà em đăng lên là ở sớm anh là biết là điện cho em là nói anh nói không thật lòng, mà lúc đó em không có cho anh kết bạn với ai nha. Rồi rồi À, ok anh chị đồng ý mà. sau sau này là anh đừng trách nó hỏi tại sao anh lên chương trình mà không cho anh kết bạn với ai, là cái đó là tại tại anh chứ không phải tại em. Rồi rồi ok anh đồng ý. Thì gọi hiện nay anh làm cái công việc gì, Giờ anh đang buôn bán bán cái gì? nha, bán bánh tráng nướng với bán bánh tráng trộn á, bán cho công nhân á. Cái đó anh học từ ai mà anh làm nghề đó? Cái đó tại vì cũng đi học á, anh bán này cũng 7-8 năm mà. Cái nguồn thu nhập đó anh bán từ mấy giờ đến mấy giờ? Mà sáng thì 3 giờ tới 8-9 giờ, 8 giờ hết tối. sớm thì về sớm. À. Rồi mình lại được nhiêu? Nhưng mà bán một ngày thì quân bình ăn uống cũng còn 300-400 em, 400, 300, 400 gì đó. Nhưng mà Trời mấy bữa thì có ơi khi vậy. thì 500-600 cũng có, tùy theo buổi, tùy theo bữa. Mà mấy bữa mà công nhân lãnh lương thì mình bán tiền mới cao được chút. Tại vì vậy là tính ra anh sướng hơn đi bằng đi làm bơi. Thì đúng ra thì còn không phải gì mà mình nói gì, chắc thu nhập một tháng thì quân bình chắc anh cũng được 9 triệu trong một tháng. Đó là mình nói cái đại khái thôi chứ mình đừng có nói quá lố, người ta nghe người ta Nói chung ra bây giờ tháng kiếm 9 triệu là xài cũng cũng tạm tạm rồi, cũng được rồi. Rồi nếu mà có vợ thêm thì mình kiếm vợ làm thêm một cái nghề gì nữa. Bây giờ anh thì bán bánh tráng trộn, vợ bán hột vịt lộng hay là hột vịt nước gì đó. thì Kiếm đó cũng thêm. đang kiếm người nó về lớn tuổi em ơi, giờ con nó không cho đi làm nhưng mà ở dưới quê bây giờ đâu có chuyện gì đâu mà làm, thôi trở lên bán nữa rồi con nó cũng nói giờ nửa đêm nữa hơn mà cha nó rảnh mình bệnh quản ai mà lo, mà nói thôi để cha đi bước thêm bước nữa con, thì nó cũng đồng ý cho anh. Cũng chị con anh là đồng ý ha. Đúng rồi, con thì con trai không mà em ơi, hai năm đàn trai lận không có đứa gái nào hết trơn á. Năm người trai hả? Năm thằng trai không Ít dọc à. dạ. Là con anh cũng đồng ý cho anh kiếm thêm một người bạn nữa. Đúng rồi, chứ giờ ở đây em thấy giờ có một mình một mà con nó kêu về hoài mà giờ phải đi kiếm người. Nói chung anh còn sức khỏe thì cũng nên kiếm tiền, tại vì mình kiếm tiền mình đã dành với phần tiền của mình để xài thoải mái hơn. Là đúng À, rồi. anh ngồi xích lên chút xíu nữa coi, anh ngồi sát ở sát ở ở trên nhóm nữa rồi. Anh coi cái chương trình của em mà được bao lâu rồi? Anh coi nhiều lắm, lâu lắm rồi, nay mấy năm rồi đó. Rồi lý do nào mấy năm trước không lên bây giờ mới lên? À, nói đúng ra thì vợ mới mất em ơi, rồi mình cũng chưa có suy nghĩ tới nữa. Giờ mình đi lấy sớm quá người ta cũng nói là vợ này mày mới mất sớm mà tại sao mà đi lấy vợ sớm này kia kia nọ, thì lúc đó vợ anh mất anh cũng còn ở nhà, không còn ở quê, chứ còn cái kênh của em thì anh coi lâu lắm, anh lướt kênh coi nhiều kênh lắm. Anh em thấy anh là nhỏ người á, Anh 6 mấy ký á. sao mấy ký giờ thấy sao còn khô á? Anh chiều cao mấy mấy? 1m65. À, xem lòng ha, giờ xem lòng cũng cao rồi. Rồi anh có để ý cô nào chưa? Cũng có đây em ơi, nhưng mà ngay trong này thời gian này anh không nói, anh thấy cái mã số khi nào mà anh xác định được thì anh gửi cái mã số qua cho em, Xác mã định số cái là người định danh đó. xác định là sao? Là có nghĩa là cái số định danh người đó, anh muốn cái người đó thì anh gửi cái định danh, cái số định danh của người đó đó qua cho em, chứ giờ ở đây anh không nói. Bình thường thôi, bây giờ em nói với anh nè, thật sự ra mà nói á, thí dụ anh thích người đó thì người đó không thích anh thì còn nhiều chị khác hoặc là cô Đúng khác thích anh, cái gì nó bình đúng. thường thôi chứ đâu có gì đâu mà ngại Đúng. đó. Mình thích ai mình nói ra đó, rồi người đó chấp nhận không chấp nhận thì còn nhiều người khác, chứ không phải là thí dụ đi, có khi mà em đăng anh nè cũng có nhiều người muốn kết bạn anh, có khi
anh thấy người đó ngựa anh không thích, anh thích người khác. Cái gì thôi bình thường thôi, có gì đâu. Nhưng mà anh cũng nói xin thưa với chú Tiến vậy, với cộng đồng mạng vậy, anh thì nghèo, anh giống người nghèo em, anh không dám đòi cao, nhưng anh nói là nhưng cái tình nghĩa là cái chân chính, biết làm ăn lo với nhau rồi rồi, còn cái giàu nghèo anh không thành đề. Anh cũng thấy những người nghèo rồi cũng có người giàu lên em nhiều lắm á, nhưng anh muốn chọn là cái bản sức bản tánh của anh theo của anh, chứ còn nếu mà chọn mà giàu khá thì anh không dám chọn, anh không dám mơ ước, đó là anh nói bằng cái sự thật tấm lòng anh. Bây giờ em nói với anh thật sự nói nè, thật sự ra nói đó, thì bây giờ em làm chương trình này em hiểu hết về người phụ nữ và người đàn ông như thế nào. Bởi vì có em có lời khuyên là mấy anh mấy chị á mà muốn tham gia chương trình á, để kiếm một người bạn đời mà thật thụ á, thì anh kiếm ngang anh trả lại Dạ, thì đúng anh rồi. mới có hạnh phúc, em dám bảo đảm. Còn anh kiếm kênh trên hơn anh nữa là anh không bao giờ có hạnh phúc. Đúng đúng đúng, hợp Cái đó lệ. em nói thật là Anh biết không, sao, tại vì bản họ thân có anh không tiền nói họ có là thể khi dễ anh được, đúng rồi. còn mà anh kiếm ngang bằng và thấp hơn thì mới có hạnh phúc. Dạ, đúng rồi. À, với thằng anh lớn tuổi rồi đâu phải còn trai trẻ nữa, đúng không? À, Đúng rồi. đây không phải là em nói riêng gì anh, nói tất cả các cô chú anh chị em muốn thật tình thật tình mà kiếm một người bạn đời, kiếm ngang mình với thấp hơn mình thì bảo đảm thì có hạnh phúc, còn mà kiếm mà cao quá thì thật sự cái người giàu á thì người ta kiếm giàu Chứ hơn. mình già mình nghèo mà mình dối cái người giàu đâu được đâu em. Anh nói thật, anh nói đây là cái tấm lòng của anh nha. Anh đặt ví dụ như em nói thì anh rất là hiểu, tại vì anh coi kênh em rất nhiều, anh bấm những cái chị em rất là nhiều anh xem, nhưng mà cái người nào từ bằng anh trở xuống nè là nếu chấp nhận thân anh thì về sinh sống với anh, còn cái chuyện mà đòi hỏi cao sang mỹ vị hay là tiền bạc vật chất á thì anh không bao giờ anh mơ tới. Đó, đặt ví dụ như anh nói đây là anh nói bằng cái tấm lòng. Chị em nào thấy trên cái kênh của chú Tiến mà anh nói những cái lời của anh bằng cái thật lòng, bằng cái chân thật của anh đó là có sao anh nói vậy. Chứ anh không dám mơ, anh không dám mộng, tại vì anh coi nhưng mà cái người nào mà nằm hồ cũng được. Anh nói bằng câu thí dụ nghe, nằm hồ làm mướn làm nhân dân làm cái gì cũng được, là cũng là cái làm em. Chứ mình không nghĩ người ta nghèo mà người ta đi làm mướn là mình kê bai người ta, mà mình đi kiếm cái người giàu khá giả hơn á thì chắc anh không dám. Đó là anh nói bằng sự thật đời của anh. Nói chung em nói cái người giàu á, thì người ta kiếm cái người giàu cho xứng tầm Đúng đó, đúng, chứ ok. không ai muốn kiếm người cái người nghèo hết á. Em làm cái chương trình này em là người thật việc thật nên em cũng nói thẳng thắn lắm, nếu cô chú anh chị em nào có thương thì em chịu, chứ có ghét thì em cũng chịu luôn. Thật sự ra nói cái đó là cái tấm lòng em thật tình, em muốn cho cô chú anh em có một tấm chồng hoặc là một người vợ đó. Anh bẻ cái máy cúp xuống chút xíu coi, nó bắn nó nhà quá, anh nghiêng cái máy xuống chút xíu coi. Rồi đúng rồi đúng rồi, đúng rồi đúng đúng rồi, trời tại vì đây vậy là đẹp rồi đó. Thì em con người em thật lắm, có làm sao em biết làm sao em hiểu làm sao em nói, mà đó là em nói những lời tốt cho cô chú anh chị em chứ không phải là gì đó. Bây giờ hỏi chứ bây giờ em là làm chương trình kết nối thương nè, mà những người làm chương trình kết nối thương em thấy có những cô chú lớn tuổi rồi già hết rồi mà kiếm ông cả chục tỷ ngàn tỷ lương tháng mấy chục triệu, hỏi chứ theo anh nè, Lấy đâu bản thân anh theo anh nè, nếu mà anh có tiền hàng ngàn tỷ anh kiếm gái trẻ hay là mấy người lớn tuổi theo anh đó. đó. Đúng Đúng rồi, không đúng rồi, chính đúng xác. không, Nếu anh thì có tiền lúc anh kiếm người đẹp lúc thì nào người tại ta vì bỏ cái anh đồng duy trì tiền ra là người ta kiếm gái trẻ cái đẹp không à. Không thể nào mà. ai mà kiếm mà người lớn tuổi đó, tại vì bây giờ ví dụ anh có ăn giàu sang đi, người nghèo thì ăn bánh mì, người giàu người ta ăn phở ăn hủ tiếu, đúng không? Em nói thí dụ đi, chứ đâu có thể nào mà mình có hàng ngàn tỷ mà mình mua bánh mì mình nhai, đúng không anh? Đó thì Đúng cái rồi. đó là em nói là cái đó là không phải là riêng ai hết. Đó, thật sự ra mình kiếm chồng mình kiếm vợ thì mình kiếm cho nó xứng xứng chút dễ đó. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi anh chọn một người phụ nữ, ví dụ đi cái người đó không có nhà, ở nhà trọ đi bán số, anh có chịu không? Ok em.
nhưng mà tướng giờ thấy Ngon ngon chút đôi mà. chút là ok. Ok, tại vì mình cũng là cái người làm nông, mà mình cũng người là từ sức bản thân ra mình cũng phải Không đi làm mướn mà. không không ý ý em nói ha. Em nói ha, anh không quan tâm tới nghèo giàu mà anh quan tâm cái phải nhìn cho cái tướng cho nó ngon ngon chút. Đúng rồi, đúng rồi, phải lịch sự, buôn bán là buôn bán nhưng mà phải là giờ cũng lịch sự chút vậy thôi, nó tầm mắt mình thôi, còn nghèo giàu thì không thành vấn đề. Bây giờ nói chung là người nào mà quan trọng là anh kiếm người nào mà yêu thương anh thật lòng Đúng rồi, đó là được đó. Còn mà cái chuyện mà nghèo hay giàu, thí dụ anh chọn người nghèo đi mà cái duyên số anh đưa tới người giàu nó không chừng đó, mà có khi anh chọn người giàu mà có khi anh chọn hoài cũng không được tại vì người ta chê đúng mình rồi, đúng nghèo đó. đúng rồi, đúng rồi, Ừ. Còn cái giàu hay nghèo đó là cái số phận của mỗi người. À, anh chọn cái người bạn đời sau này là cái tuổi bao nhiêu, lớn nhất bao nhiêu, nhỏ nhất bao nhiêu? từ 45 tới tuổi anh 50 gì đó. Cao hơn 1 2 tuổi được không? Không em ơi, cỡ tuổi anh trở xuống, nhỏ hơn vài 3 tuổi cũng được, chứ lớn hơn anh không. Anh mới nói là 50 hả? Anh nay 58 rồi. 58 mà 58 là anh kiếm người 50 trở xuống hả? Không có, từ 45 50. Thì đó Nhỏ hơn anh vài tuổi á, nhỏ hơn anh vài 3 tuổi. thì nãy anh nói là 50 50 trở xuống xuống được 45. Là anh 58 Từ 45 là anh nói. lớn hơn, nếu mà 50 lớn hơn tới 8 tuổi. Cỡ đó đó. Năm 2 năm 3 được không anh? Được, ok. 55. Được. Coi như là bây giờ lấy từ giá 55 đổ xuống. Rồi, từ Anh cũng 55 đổ xuống. anh cũng còn lớn hơn 3 tuổi. Đúng rồi. Đúng không? Thì Đúng rồi. lớn hơn 3 tuổi được rồi. Ừ. Anh thích cái dáng người phụ nữ mập hay ốm? Nó cũng vừa thôi mà, không không cần mập lắm đâu, Cho khoảng nhiêu ký? cỡ khoảng chừng 55 kg trở lại. 55 kg. Lỡ có người nào mà 60 kg mà tướng tá là đẹp vậy sao? Thôi cũng được luôn đi. Tại mình nói, À, tại mình nói cái câu thả thòng, là ví dụ như anh lướt qua những cái kênh của em, anh coi hoài đó anh biết hết, nhưng mấy cái kênh của em giờ anh biết từ người mà. vậy hả? Đêm Hả? đêm nào cũng nằm theo dõi vậy hả? Theo dõi đặng mình lên cái kênh là mình có phù hợp hay không. Đặng cái vụ anh cũng nói với em vậy nè, mình lựa làm sao cho nó tương xứng với mình đừng có lựa mà cái đòi hỏi của mình quá thì nó không được đó. Anh nói bằng cái thật lòng là từ anh trở xuống là có nghĩa là vừa đủ ăn vừa đủ mặc cũng xài thôi, mình không có cần là cái người mà giàu sang mà lên nói là tôi tiền tỷ tiền này tiền kia, tiếng ơi chú giúp em giúp đỡ cho anh, cái người đó là không, nó cái tánh anh là như vậy không bao giờ. Anh cũng thấy cái chương trình em thì cũng có nhiều người cũng này kia kia nọ lắm á, chứ không phải mấy đâu, nhưng mà bây giờ mình xét lại cái bản thân mình đi. Như giờ anh đã lên kênh của em, anh đã xét cái bản thân anh nè, cái bản thân mình nghèo vậy nè, mình đi kiếm mấy cái người đó được hay không, thì mình hỏi cái bản thân mình á cho phép mình hay không đó. Còn đặt ví dụ người ta thấy trường hợp mình nói bằng cái thật tình mà mình nghèo thật tình mình nói như vậy, người ta có đem lòng ta thương mình thì đó là cái tấm lòng của người ta đối với mình đó. Anh chỉ nói như đó thôi. Rồi bây giờ đầu tiên ví dụ cái chị đó đến với anh làm một buổi một mâm hai mâm gì đó, rồi anh có tặng gì cho người bạn đời mình không? Thì anh cũng nói thật với em, giờ nếu đến nhau á thì phải có giấy kết hôn con thú gì đó, là cái vụ là cũng phải làm một hai mâm em, rồi cũng phải ra mắt rồi nói chứ, mình cũng phải này kia nọ chứ đâu phải là nói mình nói bằng không đó, là cái nhưng mà nhỏ lớn. Giấy kết hôn hôn thú á, là đó là hai người muốn đi đi đăng ký hôn thú á thì là do hai người, chứ còn lên kênh của em À, thì người nào cũng thôi chồng thôi vợ mới lên, chứ còn chồng còn vợ em đâu có đúng đúng rồi, đúng rồi, thì lên. ý anh nói như vậy đó. Thì cái đó là anh với người kia bàn bạc, nãy giờ anh với em đến với nhau là phải đăng ký kết hôn đó, cái đó là hai người tự bàn bạc tự, mà em cũng nói rõ nha, anh phải tự tìm hiểu lấy nha, chứ em không tìm hiểu giùm cho anh nha, Dạ.
tại vì anh ở chứ Dạ không dạ phải là em ở. Như tánh tình cái cô đó, chị đó cảm thấy phù hợp với anh thì anh đến đó, chứ không thể Dạ nào mà kêu kêu anh mà tìm hiểu giùm. Tại vì thứ nhất là em không có thời gian, thứ hai nữa là em biết cái tánh anh sao đâu mà kêu em tìm hiểu, đúng không? Đó, dạ nên mình đến với người nào là phải tự mình tìm hiểu chứ không kêu người khác tìm hiểu giùm. dạ Ừ, tại vì anh chọn chứ không phải em chọn. Nếu em chọn thì không cần ai tìm hiểu chứ tự em tìm hiểu đó. Rồi, hiểu điều đó. Dạ. Sau này cũng đừng để thừa em bất cứ điều gì hết, tại vì em không có xúi anh lấy ai đó. Anh hiểu điều Rồi. đó. Ừ. Rồi thôi bây giờ trước khi kết thúc chương trình thì anh nói một lời nào đó đi với mấy chị chuẩn bị xem chương trình của anh và khán giả. Anh nói một lời nào đi cho mấy chị đã hiểu hơn, hiểu anh để đến làm bạn với anh. Hôm nay mình cũng có lên clip của chú Tiến để mình tìm nửa đời còn lại. Xin chú bác anh em cộng đồng mạng có nghe nói những gì sơ suất thì mong thông cảm giùm cho mình, thì mình cũng thành thật cảm ơn. Xin Rồi. cộng đồng mạng anh em tới đây cũng chia sẻ cũng hết video. Xin chào anh em các bạn. Được nhiều may mắn. Rồi Tiến thì cũng cảm ơn tất cả cô chú anh em rất là nhiều đã xem chương trình của Tiến, thì mong rằng tất cả cô chú anh em có xem thì nhớ chia sẻ và nhớ đăng ký kênh nhắn chuông thông báo để nhận video mới nhất của Tiến. Kính chào tất cả cô chú anh em. Rồi chẳng giả nên anh với ba anh. Xin chào, xin chào.